Và bây giờ chúng ta cùng lui về cái thời gian mà ngày xưa khi loài người bắt đầu xuất hiện trên trái đất. Khi mà thở sơ khai, người ta tạo ra lửa như thế nào? Em có biết không? Người ta dùng những cái cục sỏi, cục đá, cái họ mài với nhau, tự nhiên tuế lửa ra. Bây giờ nếu anh đưa hai cục đá mà em mài không ra lửa, em chịu gì? Cái đó là người ta mài, em đâu phải là người phát minh ra lửa đâu, bắt em mài. Nhưng mà em nói đó là cách để tạo ra lửa. Thì em đoán thôi, giờ anh có cách của anh thì anh nói đi. Rất đơn giản, đừng nghĩ sâu xa. Xét đánh, đánh trúng ngay cái bụi cây khô, nó cháy là có lửa. Mà trên bụi cây khô đó là có một cái tổ của con chim. Thì con chim nó bị cháy trên cái củi thì tạo ra mùi thơm. Và kế bên Ngọc Diệp có một người đàn ông bị sét đánh ngay trúng não, cho nên nó ra trường gian ngày hôm nay. Yeah. Rồi để kể tiếp ví dụ con chim bị sét đánh nè. Sau khi con chim bị sét đánh thì nó cháy, nó thơm, thì thịt nó thơm, thì lúc đó người ta biết là để nấu thức ăn bằng lửa thì nó ngon hơn. Sau đó mới có món bồ câu quay là vậy. Và bây giờ chúng ta hãy đến với thí sinh tiếp theo. Cũng là một đạo cụ vô cùng đơn giản. Chúng ta cùng gặp gỡ Minh Thảo và Lâm Vinh Hải. Tuần này là thể loại rock and roll. Đếm nhạc để mà nhảy thì thực sự rất là khó. Cho tới bây giờ thì tao vẫn chưa có thể cảm được cái nhạc rất là dữ dội. Từng cái động tác mình đều phải đi chắc chắn. Anh Hải đã bắt Thảo phải cầm một cái trái banh 4kg để mà tập cái bài này để cho cái tay nó khỏe hơn. Thì đó giờ Thảo chưa bao giờ cầm đạo cụ để nhảy cả. Mà mình còn phải nhớ là cái động tác này thì mình phải giữ cái đạo cụ, rồi cái động tác này thì mình phải buông ra. Và nó rất rối, rất là sợ nó rơi xuống. Vừa rồi thì Thảo lại rơi vào top nguy hiểm. Và lại một lần nữa mình cảm thấy mình đã sai và mình phải cố gắng hơn về cái chuyện giảm cân. Hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả hãy luôn theo dõi cặp đôi Minh Thảo và Lâm Vinh Hải nha. Đây là ý kiến từ giám khảo John Huy Trần. Tại mấy cái tuần vừa rồi, cái tiết mục của hai em rất là tuyệt vời. Thì có thể John Huy đang mong chờ một cái gì đó bùng nổ hơn về cái động tác và cái phần thể hiện. Nó không có cái gì là hai em làm sai, nhưng mà chắc tại cái mong chờ, cái mong muốn của mình xếp cao quá. John Huy cũng đánh giá cao về mấy cái sự sáng tạo, nhưng mà đối với cái nhạc và cái nhân vật và cái cách mình diễn, mình chưa thấy nó hợp lý lắm. Đúng là cái bài này an toàn, nó không có hay bằng mấy tuần trước. Mà không biết mình thích hay mình không thích. Chắc nói như vậy là rõ ràng mình không thích, đúng không? Anh nói mà anh còn không biết thì ai biết anh chọn. Xin mời phần nhận xét của anh Hoài Linh. Cái tuần nào qua anh ít có đem để so sánh trở lại lắm.
anh chỉ coi cái ngày hôm nay thôi để mình dễ chấm điểm. Dĩ nhiên là lúc nào tụi anh cũng muốn em càng lúc càng nó hay hơn, hay hơn, hay hơn. Nhưng mà năm ngón tay còn có ngón ngắn, ngón dài. À, mình ăn cơm có bữa ba chén, có bữa hai chén, nó là tùy mình mệt mỏi thôi. Thành thử ra đối với anh cái đó nó khác anh Trần Huy. Anh Huy là một biên đạo. À, anh đòi hỏi tụi em cao hơn. Còn về cái phần hôm nay, đối với anh tụi em vẫn rất có lửa. Có những cái động tác anh thấy khá nguy hiểm cho Hải. Bởi vì Thảo bây giờ vẫn còn rất là nặng nề. Cái lúc em nằm đó, Thảo nhảy qua, và cái bước nhảy đó nếu mà cái chân cô không xoạc ra một chút xíu nữa thì dẫm lên chân em và dẫm lên cái tay của em. Anh thấy có cái sự va nhau rồi. Như là có dính lên. Có dính, sao? Có dính rồi, dính trưởng rồi. Còn về cái xử lý hai cái phần giành giật nhau giữa cục đá và để đổi đánh đổi một cái thỏi vàng, tụi em đã dựng một cái bài về người tiền sử. Đôi khi có một cái cục vàng đó, nhưng mà xung quanh mình không còn gì thì cái cục vàng nó cũng chả nuôi sống gì được mình cả. Cái bài này anh thấy cũng hay. Cảm ơn anh Hoài Linh ạ. Vâng, hồi nãy thì giờ nghe anh Linh góp ý cho một bạn nhảy phía trước đó, thì Hương thấy đó là một ý tưởng vô cùng tuyệt vời. Thì hai cục đá này cũng có thể lên án những hành động ném đá hiện nay của các bạn trẻ, khi mà cứ vô tâm ném vào những người khác những cái điều mà mình bức xúc bức bình. Chứ khi một ngày nào đó mình cũng bị gặp trường hợp lại, bị ném đá ngược lại, đó là đưa ra được bài học cho những người ném đá vô cớ, thì đó nó sẽ rất là hay hơn nữa. Tuy nhiên, nói về cái bài này, bạn đã chọn một cái loại nhạc, dòng nhạc mạnh mẽ, nó yêu cầu một cái sức khỏe rất là ổn định mới nhảy được cái bài này. Nó liên tục luôn mà. Và cái tuần này nè, Thảo chưa ngon, chút xíu thôi. Như Thảo tâm sự đó, Thảo có vấn đề về sức khỏe, khó chứ. Thân hình như vậy mà nhảy lên cao mà phải dạng rộng lên hơi khó. Nhưng có một cái điều này là cần nói là cái sự liên quan giữa động tác và cái đạo cụ hai em được giao đó, nó chưa được biến hóa tối đa 100%. Theo như cái khả năng và cái sự minh mẫn và thông minh của Lâm Minh Hải, anh nghĩ chắc là tuần sau sẽ hay hơn. Tại vì 3-4 tuần liên tiếp lúc nào cũng dẫn đầu về bài thi hết, nên là chúng tôi sẽ nghĩ ồ cái gì đó rất là kinh khủng đây, có khi đây là chiêu. Và bây giờ là số điểm đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. Ồ, khó lên, tại cái này là em đưa ra mà. Em đưa ra vì em nghĩ là... Là em phải cộng điểm một điểm cho người ta nữa. Ok, nếu mà như vậy thì là 7. Và xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Số điểm anh dành cho em là 8 điểm. Cảm ơn anh Hoài Linh ạ. Hay bạn phải cảm ơn tôi đó nha. Hồi nãy lúc nãy nhìn qua anh kia con số rất là ghê. Tôi nói wow no. Hay là anh Trần Huy thấy mình cũng có lỗi vì đưa ra cái cục đá khó quá. Hay là anh Huy sửa lại điểm rồi đó. Tôi cho 8 điểm. Điểm trung bình của ba vị giám khảo dành cho hai bạn đó chính là 7,7. Xin chúc mừng. Mời lên cân. Cân nặng cũ của Minh Thảo là 79,6 cân và cân nặng mới đó chính là 78,4 cân, giảm 1,2 cân, tương đương 1,5%. Tổng điểm của Minh Thảo là 9,2 điểm. Ngay sau đây là hình ảnh của Minh Thảo những ngày đầu đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Hiện tại thì body đã thay đổi rất nhiều thưa quý vị, đã nhẹ nhàng hơn, đã thanh thoát hơn và đẹp hơn. Chúc mừng bạn, cảm ơn Minh Thảo.